Vâng, trận đầu thứ ba giữa Hồng Anh và Lỗi Lã Hổ đâu bắt đầu. Màn hình máy của Hồng Anh, một bãi quả 6 cây. Vâng, bãi quả không được đẹp cho lắm nhưng tôi nghĩ rằng với dân AC thì cũng sẽ ăn tốt thôi. Không thành vấn đề gì nhiều. Bảy trên 12, nhà của Hồng Anh trận đấu này góc 6 giờ. Nền đất là sa mạc. Không biết dành có cánh dừa nào cho Hồng Anh không. Vâng, đánh cung RAC hay cung R nói chung thì chúng ta không thích nền đất sa mạc là một chút nào cả. Bởi vì những cánh dừa sẽ được khai thác cực kỳ nhanh và hở ra những khoảng sườn, những khoảng yếu của nhà của mình. Hồng Anh đang cố gắng đi dò. Kia là một cánh rừng thông. Vâng, dừa dừa đây rồi, tôi biết ngay mà. Nền đất như thế này thì kiểu gì cũng có dừa. Bãi quả phụ đã nhìn thấy. Đánh AC thì khi nhìn thấy đồ ăn chúng ta cũng khá vui mừng. Bởi vì là AC cũng phụ thuộc vào bài khá nhiều. Có những trận đấu mà AC không lên được đời, đúng là anh điều R có hay đến mấy. Vâng, có hay bằng giờ thì vẫn cứ nằm xuống thôi khi mà không có cung R thi đấu. Nhưng đây là một trận đấu mà Hồng Anh sẽ lên được đời với ít nhất là một bầy hươu có 6 con, cũng như là một bãi quả phụ. Và nếu thêm một đồ ăn nữa thì Hồng Anh sẽ lên đời với một lực cực khỏe. Quan trọng là thế nhà của Hồng Anh như thế nào thôi. Đây là một cánh rừng dừa có thể nói là khá chiến lược. Vâng, sẽ giúp cho Hồng Anh kín từ mặt góc 3 giờ xuống nhà mình ở những thời điểm ban đầu. Vâng, chỉ là những thời điểm ban đầu thôi. Bởi vì đánh về lâu về dài thì cánh rừng dừa này sẽ bị khai thác hết. Và Hồng Anh sẽ để lộ ra những điểm yếu của nhà của mình. Vâng, chiếc bẫy đầu tiên em đóng ở một cánh rừng thông. Như vậy là cánh 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 rừng thông này có cả một bầy hươu nữa. Đồ ăn như vậy là quá tuyệt vời. Vâng, đã thừa rồi. Không cần phải đi dò, vâng không cần phải tìm thêm đồ ăn nữa mà bây giờ Hồng Anh đang dò để biết địa thế nhà mình như thế nào thôi. Biết địa thế nhà mình như thế nào để cơ cấu thôi. Chứ còn đồ ăn như này là quá thừa thãi với một bài đánh cung rồi. 19 trên 20. Đánh với Lôi Lão Hổ. Vâng, một người đánh với phong cách móc máy thì chúng ta cần phải có những thế bài kín. Quan trọng là không được để bo hở. Sẽ rất nguy hiểm nếu như để cho những con đầu của Lôi Lão Hổ lọt được vào ruộng chính. Bởi vì Lôi Lão Hổ với sở trường móc máy, anh biết cách làm như thế nào để cho những con dân của đối phương chết nhanh nhất. Vâng, quay trở lại với màn hình máy của Hồng Anh. Em đóng tham là 26 trên 28 đã kích đời. Em đóng một chiếc BS ở vị trí một cánh rừng dừa khác. Như vậy thì Hồng Anh sẽ bo rộng lên chứ không phải là một trận đấu bo nhỏ dựa vào cánh rừng thông ở phía dưới. Chúng ta cùng chờ xem liệu có phải là một quyết định chính xác không. Theo đánh giá cá nhân, vâng, theo cá nhân của tôi đánh giá mà nói thì đối đầu với các game thủ bên phía Trung Quốc có lẽ rằng, vâng, đối đầu với những game thủ có thiên hướng móc máy sẽ dễ dàng hơn một chút so với các game thủ có hướng, vâng, hướng điều R tấn công triệt để như sơ luyến hay chiến tướng. Bởi vì khi các game thủ về Trung Quốc có móc máy thì chúng ta có cơ hội bắt quân và phản công. Còn đối với các game thủ có hướng châu bò húc như Xuyên Long chiến tướng hay sơ luyến, khả năng điều, vâng, các anh tập trung vào khả năng điều R. Chính vì thế mà các anh điều R phải nói là cực kỳ phũ phàng và sẽ rất khó cho Hồng Anh. Tôi nghĩ là như vậy. Vâng, đấy là ý kiến chủ quan của tôi thôi, không biết các bạn như thế nào. Chuẩn bị kích đời 27 dân, em kích trượt.
10 phút 52 với 27 dân DC. Bây giờ là tiếp tục cắt nông dân ra để thiết kế cánh rừng, đóng thêm một cái ruộng. Vâng, bây giờ thì sẽ là xong ruộng thôi khi mà 3BS đều đã được ổn định. Vâng, em đã lên đời xong. Còn đối phương của đối thủ của em đó là Lôi Lão Hổ thì vẫn chưa lên đời. Trận đầu đánh 50A của Hồng Anh, khi mà rừng nhà em đều đang thiết kế là khá đẹp. Bây giờ thì cần phải bo nhanh chóng gấp rút hơn. Lôi Lão Hổ là một game thủ có hướng đánh theo lối móc máy. Chính vì thế mà những turn cung R của Lôi Lão Hổ thường sẽ là đi rất ảo. Vâng, sẽ đi rất ảo đây. Chúng ta cùng chờ đợi xem. 29 trên 32, 29 thì nông dân. Vâng, chuẩn bị có bánh xe. Như vậy ở đây có cả một cánh rừng thông nữa. Vâng, nhà khá nhiều rừng, tuy nhiên vị trí không phải là quá gần. Vâng, đóng e. Bây giờ đã là xóa ruộng. Hơi thiếu gỗ. Một nông dân, vâng, vẫn là phong cách như vậy, một nông dân đi tìm nhà đối phương. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Đây rồi. Đây là 50A của Lôi Lão Hổ và BA của Lôi Lão Hổ trên dốc. Khó rồi. Vâng, lại là một phong cách. Vâng, phong cách tấn công cực kỳ khủng khiếp của Lôi Lão Hổ. Hay phải chăng anh đã đổi phong cách sau trận đi đầu thứ hai, khi mà nhận thấy rằng mình móc máy thì không ăn thua. Vâng, 50A dâng ở một vị trí có thể nói là cực kỳ tuyệt vời, đứng trên một con dốc và bắn xuống nhà BA của Hồng Anh. Hồng Anh có tân quân thứ hai, em có leo dốc hay không? Vâng, không leo dốc được trong tình huống này. Vâng, Hồng Anh quyết định leo dốc rồi. Em điều R. Vâng, chết khá nhiều giờ đối phương là cái chắc khi mà những con cung R của game thủ Lôi Lão Hổ đang ở trên dốc. Vâng, chết gần như hết hai tân quân rồi. Rất khó dành cho Hồng Anh. Em cố gắng dụ đối phương xuống dốc để có thể bắt. Nhưng Lôi Lão Hổ là một không hề đơn giản một tí nào cả. Vâng, kinh nghiệm chiến trường của các anh thì trên kinh nghiệm chiến trường của Lôi Lão Hổ thì nó quá thừa rồi. Anh biết cách phải làm như thế nào để có thể đi chết được đối phương. Vâng, khi mà BA của anh là trên dốc, không bao giờ Lôi Lão Hổ ngu dại gì mà anh ấy chui xuống dốc, chỉ đứng trên dốc để bắn cung R của Hồng Anh thôi, chắc chắn là như vậy. Vâng, vậy e Lôi Lão Hổ vẫn đứng trên dốc, còn người dưới dốc đó là Hồng Anh. Em vẫn đang điều R điên đảo với một tay lão luyện như Lôi Lão Hổ ư? Vâng, bây giờ thì loạn tiễn phân tây rồi, khi máu đã dồn lên não. Dường như Lôi Lão Hổ đang sóc không đều những tân quân của mình. Vâng, những con GR. Vâng, một tình huống đấu quân có thể nói là không hề tồi một chút nào. Trong tình huống đấu quân vừa rồi thì dường như người mất quân nhiều hơn không phải là Hồng Anh. Có lẽ là ngang phèo. Nhưng bây giờ thì Lôi Lão Hổ có tân quân mới, còn Hồng Anh thì đã hết quân mất rồi. Vâng, tân quân mới của Hồng Anh đã xin ra. Nhưng Lôi Lão Hổ đã có thêm một tân quân mới nở ra. Lôi Lão Hổ không còn sóc đều những tân quân của mình nữa. Tuy nhiên số lượng cung R của anh ấy vẫn đang là áp đảo so với Hồng Anh, khi mà anh ấy ăn được nhiều cung R hơn so với Hồng Anh khá nhiều. Các bạn có thể thấy là Hồng Anh luôn luôn đứng dưới dốc và điều quân. 40 trên 56, Hồng Anh nở ra một tân quân mới. Vâng, Lôi Lão Hổ cũng đang sóc đều, không hề đơn giản. Một trận đấu dâng A, nhưng Hồng Anh không tách những con cung R đi để móc máy những cơ sở làm ăn của game thủ Lôi Lão Hổ. Tôi nghĩ rằng nếu như Lôi Lão Hổ dâng A như thế này thì em hoàn toàn có thể tách 1 đến 2 con cung R đi để móc máy các địa chỉ làm ăn của Lôi Lão Hổ, để Lôi Lão Hổ không sóc đều những tân quân của mình nữa.
Còn nếu như bây giờ vâng cứ như thế này thì sẽ rất khó cho ông anh khi mà Lô Lão Hổ đi ăn hoa khắp bản đồ và dốc đều những tân quân đứng trên dốc và liên tục nã xuống. 42 trên 56 Hồng Anh đang có điểm số cao hơn. Hồng Anh đang vẫn đang chống chọi cực kỳ tốt. Vâng, Lôi Lão Hổ luôn không để ý những tân quân. Dường như là những bãi ăn hoang của Lôi Lão Hổ đã hết và anh ấy đang mất tay để đi ăn một chỗ khác thì phải. Tiếp tục là những tình huống điều quân tuy là dưới dốc nhưng dường như Hồng Anh mới là người có lợi thế hơn. Bây giờ Nature. Vâng, trèo dốc luôn. Quá tuyệt vời như Hồng Anh. Một trận đấu mà Hồng Anh thể hiện được kỹ năng điều đầu của mình nó là tốt như thế nào. Cho dù là dưới dốc nhưng vẫn có những tình huống điều quân tốt. Và bây giờ thì ốp A được của nhà đối phương. Và bây giờ thì ốp chắc chắn ốp A được trong tình huống này. Khi mà tân quân mới của Hồng Anh cũng đã nở ra vẻ e để bắt quân. Ba con R này sẽ nằm xuống. Vâng, xin lỗi Lôi Lão Hổ, anh đã chết trong tình huống này. Một tình huống dâng A quá tốt của Lôi Lão Hổ. Tuy nhiên thì anh khơ. Vâng, tuy nhiên thì rõ ràng cái khả năng điều R Lôi Lão Hổ là không tốt. Một tay có thiên hướng móc máy là chính khi mà chuyển sang lối đánh tấn công phũ phàng. Thì các bạn thấy là nó gặp trở ngại nhiều như thế nào. Vâng, 52 trên 56 là tham lai của Hồng Anh. Khi đã ốp A được nhà đối phương thì bây giờ tha hồ mà phát triển thôi. Không còn cửa cho Lôi Lão Hổ trong trận đấu này. Lôi Lão Hổ có quýt không? Vâng, có quýt hay không? Anh vẫn không quýt. Vâng, một nông dân, một cung R được mang vào ruộng để có thể bóc máy. Nhưng mà dân của Hồng Anh không xoắn một tí nào cả. Vâng, ngay lập tức là có án mạng xảy ra ngay. Và án mạng đó là một người công dân da vàng. 54 đến 60. Vẫn đang ốp A nhà của Lôi Lão Hổ. Tại sao không phải là một tình huống mang những con cung R đi tìm nhà của đối phương? Vâng, có lẽ đến thời điểm này thì Lôi Lão Hổ cũng sẽ có đủ gỗ để có thể đóng A ở chỗ khác rồi. Bởi vì là một bài dâng A. Một bài dâng A điên hoang thì tôi nghĩ rằng Lôi Lão Hổ sẽ có thừa gỗ để có thể đóng A ở nơi khác. Lôi Lão Hổ dường như không đóng A ở nơi khác mà anh vẫn đang cố gắng xong đều nhưng tân quân ở nhà BA đang bị ốp. Thế thì hơi khó cho Lôi Lão Hổ. Vâng, hơi khó. Hơi chầy cối. Nếu như Lôi Lão Hổ không đóng A ở vị trí khác thì đây sẽ là một trận đấu mà Lôi Lão Hổ không có cửa. Vẫn chẳng có cửa bật gì cả. Thậm chí bây giờ Hồng Anh tha hồ mà lên 4 thôi. Vâng, bắn quân để chế độ kẻ thù thôi. Vậy một cái e để bắt nôn cung R này. Và Lôi Lão Hổ đã có 5, tỷ số là 2-1 dành cho Hồng Anh, khá đơn giản. Một trận đấu mà Lôi Lão Hổ dâng A thực sự là không tốt khi mà anh không để ý điều quân. Đã khiến cho Hồng Anh có thể chiếm dốc thành công. Vâng, tham lai thì chúng ta không nhìn thấy gì khi đó là một màu hồng ấm áp. Nhà của Lôi Lão Hổ là rất trống trải. Bảo sao mà anh ý không có những không chắc nhà. Và chúng ta cùng chờ đợi để đến với trận thi đấu thứ tư.